Chào mọi người đến với kênh của mình nhé. Hôm nay bún bố con với lại Nathan tới đây cáo cá này mọi người. Nhớ theo dõi kênh và đăng ký kênh, bấm like, bấm chuông để nhận được video mới tiếp theo nhé. Bây giờ là theo chân gia đình mình đây, đây cáo cá này mọi người. Cái kia hai em đang câu cá với lại Nathan kìa. Đấy, cái cầu này, cái cầu qua sông này rất là đẹp luôn. Kia kìa là bố. Không biết có cá hay không nữa. Thêm chút cái té luôn. Ôi. Trúc rồi, yeah. Cá to quá mọi người ơi. Cá to quá mọi người ơi. Ô, bự ghê nhá. Bự quá bự luôn này. Ông này hôm nay vui lắm nha. Em yêu đấy. Đấy. Chúng mày coi hết này. Đây, Nathan cũng rất là vui luôn này. Nó này vào cản này. Anh à, Misa Kala. Ông có Nathan Kala. Misa Kala, ta là Kala. Này, cá này mọi người. Cũng khá là được rồi nha. Bự không này, to. Ông kia trúng nữa rồi. Dính kê luôn đấy. Rất là chuyên nghiệp. Ông này còn chuyên nghiệp hơn này, mặc đồ câu cá luôn này. Nathan Misakala. Ô. Wow. Tuyệt vời. Wow, hi wa teng teng. Hai đây teng teng mà vừa hả nè. Con. Nốt sao vào bụng luôn. Cái đó đi nè. Lâu vừa hả? Lướt rơi luôn. Wow, cá tô nè. Wow. Kìa nó câu trên cơi cái kìa. Có cá không á chú? Bị dính trên cơi rồi. Ôi ôi. Con này nghịch kê luôn đấy.
cái kìa, xiêng cá cái kìa. Muốn đi nướng rồi. Thèm cá rồi hả con? Nó than nó âm cạn hả? Marcel. Giờ ra cạn nào. Đây. Câu cá xong là đem qua đây nướng thịt luôn này mọi người. Không đi được kìa. Đây. Lửa rất là to rồi này. Đi ăn canh với xe cho tôi hả? Quả cần mẹ. Nó âm nó kìa. Nó thân với lại ông chú này. Chuẩn bị đi về thôi. Chuẩn bị nướng cá thôi. Nướng thịt cá này mọi người. Nhưng mà hôm nay thời tiết hơi xấu nha mọi người. Mưa rào. Mưa từ hồi sáng luôn. Ôi thật rồi phải không? Không nương cá mà nương bao tài á. Cái ông này. Ông đang ăn nướng cá kìa. Này, cá vẫn còn sống này. Bây giờ bắt đầu nướng cá này. Đâu có nhẹ thôi. Thế nướng cá ấy giờ kia đang tầm mồ. Đây nó nhẹ như ý. Đêm đó con thằng người sang rồi. Nướng cá xong là đi về thôi. Lạnh rồi. Thời tiết xấu quá mà.